Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bé Thịnh Yuka Partner. Các bạn partner cho mọi người ha. Rồi, nó giỡn các bạn thôi chứ à. Ok, còn một ngày cuối cùng nữa là mình sẽ phát giải truy ăn cái partner của mình. Nhưng mà hôm nay sẽ có thể lệ thay đổi một tí. Đó là mình thấy nó có thêm một cái gói nữa. Cho nên có thể là bây giờ mình cho các bạn sự lựa chọn 4 gói luôn nha. Gói đầu tiên là gói Bad Boy. Gói thứ hai là gói cô gái Avatar. Gói thứ ba là gói cừu may mềm mại. Và gói thứ tư đó chính là cái gói trường đào tạo ngôi sao. Và các bạn lưu ý, ở trong cái gói trường đào tạo ngôi sao, các bạn có thể nhận một lúc được 2 set đồ luôn. Cho nên là bạn nào muốn nhận gói này thì cứ chọn gói này thôi, hoặc là các bạn chọn gói khác cũng được. Bằng cách là đầu tiên đăng ký kênh của bé Thịnh Partner. Bạn nào không đăng ký chắc chắn 100% sẽ không nhận được luôn. Rồi thứ hai là các bạn bấm like clip này của mình nữa, mà để coi thử là hôm nay thì sẽ có được bao nhiêu lượt like khi mà các bạn xem clip này của mình. Tại vì dạo này các bạn xem clip của mình cũng ít like cho bé Thịnh Partner quá nhỉ. Mình cũng khá là buồn đó mọi người. Rồi các bạn comment xuống ID nhân vật và chọn ra cho mình một trong 4 gói. Đúng vào ngày mai là mình sẽ trả giải cho mọi người nha. Ayo, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh Partner của bé Thịnh Yuka nha mọi người. Thì ok, mình đã trở thành Partner của game rồi thì chắc ai cũng biết rồi. Khỏi cần giới thiệu cho mọi người nữa thì các bạn cũng thấy cái mũ đỏ trên đầu của mình đúng không? Rồi mọi người ơi, mình đang quay clip á thì bạn nào mà thấy mình không chào lại thì các bạn thông cảm nha. Mình mà quay ở Việt Nam á thì mình sẽ tắt cát nha mọi người. Các bạn biết lý do tại sao mà các bạn quay ở Việt Nam, các bạn thì đa số là mọi người đều tắt cát không? Tại vì là ở đây có một cái nhóm nó chuyên gia nó spam nha các bạn ơi. Nếu như mà không tắt chat á mà dính mấy cái từ spam của nó, có thể là mình sẽ bị vi phạm đó mọi người. Cho nên là mình phải tắt chat khi mà ở phố Việt nha mọi người. Rồi hôm nay thì bé Partner của mọi người á, ok hôm nay thì các bạn cứ gọi Thịnh là bé Thịnh Partner đi mọi người. Ok, bé Thịnh Partner đi mọi người ha. Rồi hôm nay thì bé Thịnh Partner sẽ quay clip, nói chung thì cũng sẽ như mọi ngày thôi, nhưng mà hôm nay bỗng dưng mình trở thành Partner á mọi người thì chắc có thể là mình sẽ quay kiểu khác các bạn nhờ. Rồi từ từ đi các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ bóc siêu mấy cái quà ở trong cửa hàng trước đi. Lấy lại từ hôm nay thì mình cũng sẽ cho các bạn biết một cái bí mật, một cái món đồ nội thất ở trong cái cửa hàng thần tượng K-pop mà không phải ai cũng biết nha. Chắc là chỉ có một số bạn biết một cái bí mật thôi. Rồi thì tí nữa mình sẽ bóc siêu đồ ở trong đó cho các bạn coi. Rồi tiếp tục tới thứ cái phần thứ hai là ở trên phần cửa hàng thì hôm nay á mình thấy có một gói mua một nhưng mà các bạn sẽ được hai luôn. Mua một mà được hai luôn mọi người, có nghĩa là các bạn mua cái gói trường đào tạo này các bạn được hai bộ trang phục của nam và nữ luôn. Wow, đợt này á mọi người biết sao không, mình thấy là mấy cái micro để tai nghe á mọi người, mình thấy ở trong game nó đang rất là phổ biến luôn á, màu đen, màu hồng, màu xanh, mình thấy rất là nhiều cái micro á mọi người. Thì các bạn có thể mua cái gói này để mà nhận một lốt được hai cái bộ trang phục thần tượng nha. Trang phục này nó cũng giống như cái bộ trang phục mà các bạn đi học á, nhưng mà ở trường VIP các bạn ơi, trường luxury á mọi người. Mình thấy cái bộ trang phục này nó giống mấy cái trường ở bên Hàn Quốc á mọi người. Mình thấy giống luôn á, không biết là cái bộ này nó ở ngoài đời nó có hay không nha, chứ sao mình thấy nó cứ quen quen mọi người, giống như là mình có phim Hàn mình thấy ở đâu rồi á. Rồi tóc cũng đẹp nữa, tóc này là tóc hai đuôi sao tươi tươi tắn các bạn ơi. Tiếc cái là nam tụi mình không có tóc nha, nam tụi mình sẽ xài chung khuôn mặt với nữ luôn nha mọi người. Rồi đó, như vậy thôi, một gói nhưng mà được hai, 27 ngày để các bạn mua. Và nói chung thì mình đang mở một cái mini game cũng khá là lớn. Cửa hàng sale, đúng rồi, nhắc tới cửa hàng sale mình mới nhớ. Cái gói này các bạn nhớ mua đi nha. Ở trong gói này sẽ có rất là nhiều cái điều nhảy liên quan đến thần tượng đó mọi người, liên quan đến K-pop luôn á. Rồi 100k sẽ còn 45k khi mà các bạn mua gói này. Gói này thì các bạn nữ nên mua là chính thôi, tại vì các điều nhảy nó sẽ rất là giống mấy cái dáng mấy bạn nữ hay nhảy trên tốt tốt đấy mọi người giờ. Rồi tiếp tục thứ hai nữa, nếu như hôm nay mà mình mở ra được xe hả, nếu như hôm nay mà bé Thịnh Partner mở ra được xe thì mình sẽ làm gì các bạn nhờ? Mình sẽ làm cái gì mọi người nhờ? Nhưng mà mình nghĩ nhân phẩm của mình nó rơi vào hết trong cái hộp xe cứu hỏa đợt vừa rồi rồi các bạn ơi. Đợt này mình sợ là không có rồi, mới thấy chưa gì hết mà ra hai cái túi quà rồi đấy. Thấy hơi nỏ đấy mọi người. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Ok, rồi xong, thấy có vẻ hơi tạch tạch rồi đấy mọi người ơi. Rồi, ấy mọi người, 20.000 các bạn được một rương đó mọi người. Các bạn thấy rẻ không? 20.000 được một rương nha. Tí nữa mình sẽ húp cái rương này cho các bạn xem. Rồi nhớ đây, 54 kim cương các bạn ơi, 108 còn 54. Chắc là tại nó ế quá nên là admin mới sale quá. Nhưng mà thôi, đúng cái mũ mình thích nữa thì mình sẽ đổi luôn. Ta da. Rồi đấy mọi người thấy xịn sò chưa? Đúng cái mũ mà mình yêu thích luôn. Đúng cái mũ của tiếp viên hàng không mà lúc trước mình rất là thích. Ủa nhưng mà nó lạ lắm nha. Ở trong hình nó đẹp mà sao lại khi mà mình đổi vào nhìn nó kỳ vậy ta?
Cái này mình cũng không biết nha mọi người. Rồi cái áo thì mình cũng sẽ mua luôn. Lỡ sau này mình có cosplay của nhân viên, nữ nhân viên hàng không á mọi người, nữ tiếp viên hàng không á, thì mình sẽ dùng cái bộ đồ này. Rồi có luôn. Đây, hôm nay thì chú ông sẽ test cái bộ đồ này cho mấy ní coi nhá. Uầy, ủa sao nhìn nó kỳ vậy ta? Không được các bạn, nhìn nó kỳ lắm mọi người. Nhìn nó kỳ lắm các bạn ơi. Tại vì mình thấy ở xung hình đẹp lắm mà sao mình đeo vào nhìn nó kỳ vậy ta? Nhìn nó sao á mọi người. Mình chắc là mình thấy nó không hợp với mình rồi hay sao ta? Đâu để mình phối lại thử mọi người. Mình sẽ kiếm cái mái tóc nào mà nó hợp với lại cái mũ này nha. Một cái mái tóc mà nó phải hợp với cái mũ mới được. Tóc nào đây? Tóc nào sẽ hợp với cái mũ của nữ tiếp viên hàng không đây? Chắc là nam này chắc chắn là không có đội cái tóc này rồi. Tóc này thì chỉ dành cho nữ thôi. Thế nên là mình sẽ dùng một cái mái tóc của nữ luôn. Để mình phối cho mấy bạn coi. Wow, cái này giống cái gì các bạn nhờ? Ui, nhìn ngầu thế. Mình không có cái tóc giống y chang như ở trong cái tấm hình nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, các bạn mua mũ chứ không có tóc nha. Nhiều bạn bị nhầm á mọi người. Mua mũ chứ không hề có tóc nha. Rồi, mình chả có cái tóc nào mà nó giống. Đây, thế này thì cũng được các bạn. Nhưng mà thế này hơi xấu thiệt. Xấu thiệt. Mình chả có tóc nào mà hợp với mọi người ơi. Tóc mà nó ngắn ngắn lên, nó nhìn cho nó gọn gàng đi á, thì mình lại không có. Mình chỉ có mấy cái tóc dài dài thôi à. Ờ, tóc này nè mọi người. Ờ, tóc này cũng được. Nhưng mà nó ló mất cái đuôi tóc ở đằng sau rồi. Nhìn nó không được đẹp lắm. Thôi kệ mọi người ơi. Ờ, tóc này đi. Đúng rồi. Nó đấy mọi người. Nó đó. Tóc buộc hờ đấy mọi người. Kệ đi. Nó đấy. Nó đi một chung với nhau là một khuôn đó mọi người ơi. Nó chung một khuôn với nhau luôn á. Nhìn cũng rất chi là lầy lọ nhờ. Tóc này cũng được luôn. Wow, bữa nay mình mới xem lại cái khô của mình á. Mình trời, mình tính ra là mình cực kỳ nhiều tóc luôn mọi người. Thề, tính ra là mình rất là nhiều tóc luôn á. Mà xưa giờ là mình không có dùng. Mình chỉ dùng cái một hai bộ à. Đây, những cái tóc mình hay sử dụng nè. Đó, những tóc mình hay sử dụng nè. Rồi, mình dùng đại cái tóc này đi. Rồi, ok. Đấy nhá mọi người. Đấy, chú ông tiếp viên hàng không của mọi người đấy mọi người ơi. Ui, nhìn kỳ tới giờ. Ta-da. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn nam. Bạn nam nào mà xem clip của mình thì hôm nay có tin vui cho mọi người luôn. Chắc là có một số bạn đã biết trước cái gói này rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới đăng lên được cho các bạn xem. Gói này tên là thành phố ma quỷ các bạn. David nha các bạn nha. David nha, mùa David gì đấy mình cũng chả nhớ đó mọi người. Quan trọng là cái gói nam này nó bảnh xà lãnh thì các bạn, bảnh tuyệt quầy. Tóc cũng đẹp. Khuôn mặt thì không cảm xúc các bạn. Khuôn mặt không cảm xúc luôn. Biểu cảm không cảm xúc luôn. Set đồ thì khỏi chê luôn. Phụ kiện, dây chuyền, rồi áo, mở cổ áo. Nói chung nhìn rất là bảnh trai luôn. Không biết là cái kính này các bạn đeo vào thì nó ở dưới hay nó ở trên nữa. Không biết nó có giống cái nhân vật đang đeo hay không nữa. Rồi tóc chẻ hai mái. Tóc đẹp các bạn. Tóc này gọi là gì ta? Mấy bạn nam cho mình hỏi là cái tóc này khi mình đi cắt mình gọi là tóc gì nhỉ? Mình thấy tóc mà đẹp ghê các bạn. Tóc kiểu này mình rất là thích luôn nè. Kiểu mà nó tỉa tỉa xong rồi cong xuống. Ủa, cũng đẹp các bạn, đẹp. Nhuộm hai màu cũng đẹp nữa. Rồi, tụi mình sẽ có một cái gói như thế này vào sắp tới đây. Mình dự đoán chắc là tầm cái khoảng là 109 nha các bạn ha. Rồi, đây các bạn coi nha. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài Plaza và mình sẽ cho nó đi tìm kim cương với tiền sao nha. Rồi, tìm đi. Mày tìm cho tao ra kim cương với tiền sao của con bét kia. Ủa, ê, nó tìm được nè. Ê, từ mọi người ơi, mình đi. Đâu vậy? Ôi. diễn thôi các bạn ơi. Rồi, nó tìm được thì mình cũng không có phụ lòng nó luôn các bạn. Ê, nó tìm được rồi các bạn ơi, nó tìm được rồi nè. Mọi người thấy chưa? Tính ra là cái con này nó cũng được việc đó mọi người. Ê, cái gì vậy trời? Cái hộp tiền sao đi, cái hộp kim cương này nó bị gì vậy mọi người? Rồi, đây mình tiến đi cho mình lấy cái hộp kim cương tí. Đấy mọi người thấy không? Nói chung thì test cái tính năng này á, mình thấy nó cũng được các bạn ơi. Nhưng mà có điều á, mọi người biết sao không? Cái tầm nó tìm rất là ngắn luôn. Mà khoan, để mình bắt cái hộp này cho. Hộp này nó nhạy lắm mọi người. Hộp này nó giống như con chuồn chuồn vậy á. Cái hộp kim cương á, nó giống như con chuồn chuồn mọi người. Đâu rồi? Đây. Mình phải bắt cho bằng được các bạn ơi. Không phụ lòng cái con cuốn của mình nha. Mình phải bắt cho bằng được nó nha. Không phụ lòng con cuốn của mình. Mình mà để phụ lòng con cuốn của mình thì buồn lắm luôn á. Mất công mình cho nó tìm cái bình rồi. Mình cho nó một bình rồi. Rồi, dính nè, bao nhiêu kim cương đây? Bao nhiêu kim cương? Đối các bạn là ở trong hồi này bao nhiêu kim cương nhờ? 100% là một kim cương luôn á. Nè, một. Đó, thấy chưa? Không bao giờ mà các bạn mở cái hộp này mà được 77 kim cương hết mọi người. Tính hết rồi, game tính hết rồi. Rồi, ok, quay trở lại clip ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ nha. Trời cũng sáng rồi. Test tính năng mới cho con bét thì mình cũng có test luôn rồi. Nhưng mà nhiệm vụ hôm nay thì chưa có làm nha. Rồi, bây giờ đi làm nè. Vô, à quên chứ, mọi người đợi mình tí nha.
để mình tắt chat đi mọi người, chứ một lát nữa là bị spam nữa các bạn ơi. Chuyên gia bị spam luôn á, spam dính toàn cái gì đúng không à. Rồi vô hôm nay mình cũng sẽ đi đánh giá giữa kỳ luôn, để xem thử là hôm nay là mình được bao nhiêu điểm nha mọi người ha. Các bạn nhớ nha, đi đánh giá thường xuyên vào mỗi ngày. Mỗi ngày thì sẽ có một cái điểm khác nhau. Khi nào mà các bạn đánh giá ra được A cộng á, thì lúc đó tụi mình mới hoàn thành được cái nhiệm vụ nha. Cái gì đây, làm tốt lắm hả? Rồi ok, nhăn lên được bao nhiêu nữa? 525 là mình dư sức đổi được cái món đồ nội thất ở trong cửa hàng rồi. Nhưng mà chỉ có một món thôi các bạn, chỉ có một món thôi. Được cái một món à. Mọi người còn nhớ hôm bữa là khi các bạn mới chơi game, game cho các bạn 5.000 mấy xu không? Hôm sau là được 10.000 nữa mọi người. Nhưng mà nếu như bạn nào mà chưa có đổi thẻ thì các bạn bắt buộc phải tiêu hơn 10.000 vào các nhiệm vụ thẻ luôn á, tiếc ghê. Nhưng mà sớm muộn này cũng phải vậy thôi mọi người ơi. Mình cũng đã tiêu hết 10.000 xu để trong cái việc mà đổi 20 túi thẻ luôn. Nhưng mà kết quả thì tạch các bạn ơi. Tạch hết luôn, cây. Chả ra được thẻ cuối. Lòng buồn hơn thứ gì nữa. Rồi, rồi bây giờ thì mình sẽ gặp nhân viên quay phim nè. Và mình sẽ tiếp tục hôm nay thì mình sẽ nhảy nha. Nhảy cho đẹp lên nha. Nhảy đẹp thì ổng mới đánh giá mình được A cộng nha mọi người. Nhưng mà hôm nay mình mặc đồ xấu quá mọi người ơi. Hôm nay mình mặc đồ xấu quá, chắc là trừ 2 điểm rồi. Kiểu này chắc mình nghi nghi quá à. Đâu, để mình đi đánh giá thử nha, coi thử hôm nay mình được bao nhiêu nha. Rồi, đánh giá giữa kỳ nè. Được rồi, vô. Hôm nay là mình tự tin là mình có thể đánh giá được điểm cao rồi. Nhưng mà cao bao nhiêu thì mình không đoán được. Rồi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy nữa. Ok, nhảy tiếp đi. Hay quá, mình thấy mình tôi là tôi thấy cái màn trình diễn này á rất là xuất sắc luôn. Cho nên là đấy mọi người thấy chưa? Chắc là đã tập luyện rất là chăm chỉ nên là tiến bộ rất là nhanh. Theo đánh giá tổng thể thì ủa sao hôm qua ok mọi người ơi, mới được B à. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Có nghĩa là mới được B thôi, rồi ngày mai tụi mình mới được A. Oai, lâu thế nhờ. Rồi hơi lâu các bạn, hơi lâu. Nhưng mà tôi hơi buồn nha. Hôm nay mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà mình chỉ được có điểm B đó các bạn, B đó mọi người. Mới B thôi. Để tới A rồi mới A cộng nữa hả? Tới thời hơi lâu các bạn nhờ. Rồi tiếp tục tới cái màn trình diễn thứ hai của mình, đó là màn trình diễn thổi nốt nhạc nha. Rồi, vàng xanh đỏ vàng đúng không? Ok, vàng xanh đỏ vàng nè. Đâu rồi? Mọi người đợi tí nha. Vàng nè. Vàng nè, ok. Xanh nè. Rồi, đỏ nè, ok. Rồi, vàng, đó. Đơn giản các bạn ơi, đơn giản. Rồi, tiếp tục nữa là mình được 525 xu nữa nha mọi người. Rồi, bây giờ là mình có thể đổi được cái món đồ mà mình khá là yêu thích ở trong cái phần này. Đó chính là cái thang máy sân khấu thần tượng. Nhắc tới thang máy là các bạn biết ngay là cái tính năng nó là gì đúng không? Nó sẽ đưa các bạn lên sân khấu. Mà nhìn thì mình thấy giống cái thuyền các bạn thế. Nhìn thì mình thấy giống cái thuyền rồi. Mình cũng sẽ được... Ủa chưa được luôn hả? Như vậy anh no. Chưa được luôn. Chưa được thì chưa được thì mình sẽ đổi cái gì nhờ? Mình sẽ đổi một món nữa các bạn ơi. 1.800 hả? Cái này là cái gì vậy các bạn? Cái này là vách ngăn đúng không mọi người nhờ? Vách ngăn đúng không? 80 xu đúng không? Ok 80 có luôn. Rồi đây, 80 xu nữa thì mình sẽ lấy ở trong cái phần quà tặng hôm nay. Vô. Mình sẽ test cho các bạn xem tính năng đặc biệt của cái sàn nhảy này. Một cái tính năng rất là đặc biệt luôn mà có nhiều bạn không có để ý nha. Các bạn phải thật là kỹ lắm mới biết phát hiện được tính năng này. Rồi không có thẻ new luôn, tôi biết ngay mà. Thề, chả bao giờ mình mở được thẻ new. Dặn game luôn. Chả bao giờ mà bé Thịnh Bạch Nơ. Bé Thịnh Bạch Nơ các bạn. Dạo này cứ quen miệng ha, bé Thịnh Bạch Nơ ha. Lúc chưa có Bạch Nơ thì cứ bé Thịnh Yuka. Có Bạch Nơ xong rồi thì cứ bày đặt là bé Thịnh Bạch Nơ. Này thì bé Thịnh Bạch Nơ. Rồi đây về nhà mình đổi cho các bạn coi. Vô. Nói giỡn các bạn vậy thôi chứ mình cũng là mình thôi các bạn ơi. Bạch Nơ hay không thì cũng vậy nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cái tính năng ẩn ở trong cái phần phần thưởng này cho các bạn xem. Vô. Xong rồi tụi mình sẽ cùng nhau đi mở hộp đủ thứ các bạn. Nói chung là hôm nay nhiều thứ lắm nha. Chưa kể là mình có phát hiện ra một cái gói đồ dành cho nam siêu xịn xò nữa. Đúng rồi, mình quên cái vụ này các bạn ơi. Từ từ, bất kỳ ai nè. Rồi trang trí nhà này. Nhưng mà hiện tại là nhà của mình bây giờ là cũng full slot đặt nội thất rồi. Mình sẽ bỏ bớt mấy cái máy này vào đi. Để mình test cho bạn xem cái sàn nhảy của mình. Rồi bỏ vô luôn nha. Ok đủ luôn. Wow, nó đẹp các bạn ơi. Phải nói là nó tét lách luôn mọi người. Nó đẹp tét lách luôn mọi người ơi. Nó đẹp thiệt. Nó to như cái thuyền vậy á. Đây các bạn coi nè.
thấy chưa? Ấy kìa, mọi người thấy chưa? Rồi các bạn lên đây, đây, nó có led sẵn luôn rồi, nó phát sáng luôn, bỏ vào ban đêm nè, thấy chưa? Thấy ngầu chưa? Thấy ngầu cuộc xì lâu bị lóc chưa? Rồi đây, mình có một cái tính năng này hay lắm, các bạn xuống cái lỗ này, mọi người thấy cái lỗ không? Mọi người chạy xuống cái lỗ này, xong rồi các bạn bấm vô cái này, rồi chuẩn bị, 1, 2, 3 Wow, mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Từ từ lại nha. Bạn nào muốn test thì vào nhà mình test nha. Bấm vô cái này. Rồi các bạn nhảy lên đây. Rồi các bạn đợi nè. 1, 2 Ủa, ai tắt của tôi rồi? Đây. 1, 2, 3 Wow. Một, nói chung là một cái màn trình diễn, một cái màn xuất hiện, nói chung là hoành sẽ tráng các bạn. Một cái màn trình diễn mình phải nói với các bạn là nó hoành sẽ tráng luôn mọi người. Lại này, bấm lên nè. Bấm lên nè. Rồi, 1, 2 cái gì vậy, trời ơi, ai tắt của mình vậy, cho tôi lên cái coi. Lên, đó, nó chỉ được vậy thôi, chưa hết. Còn cái tivi nữa mọi người, cái tivi này là cái tivi đa chiều, hay dành ở các cái buổi trình diễn nhạc IDM lớn, nó có cái màn hình đa chiều nè mọi người, thấy không? Nhưng mà chưa có đủ 6K, hôm sau thì mình sẽ test cho các bạn coi nhá. Ok, vô các bạn ơi, bóc siêu hộp nha. Rồi, bóc siêu két cho các bạn coi. Một cái vấn đề mà mình nói hoài với mọi người luôn á, có nhiều bạn hỏi anh Thịnh ơi sao anh không ớt góp ý kiến với lại là bên Hagin đó mọi người. Mấy bạn bảo là mình nói với lại bên Hagin á là cho bên Việt Nam của mình có thể xem được TV mọi người. Thôi cái vấn đề này thật sự là mình đã nói nhiều, các bạn nói nhiều lắm luôn hả? Bây giờ mình nói lại nó cũng vậy rồi, các bạn biết lý do tại sao không? Tại vì á, bên Việt Nam của mình, các bạn còn nhớ cái sự kiện trường học mà các bạn viết chữ lên bảng không? Trời ơi, các bạn viết chữ mình nói thiệt chứ mình mắc dị luôn á. Thôi, mình lấy thiệt chứ. Các bạn viết tùm bậy lên cái bảng xong, cái bị Hagin họ phát hiện, cái họ ngăn chặn các bạn, họ không có cho viết nữa. Chỉ có những bạn nó các bạn tên mới được viết thôi. Thì sau này khi mà ra cái tính năng là xem trên TV á, là họ biết ngay là nếu như bây giờ mà cho tụi mình mà xem á, thế nào cũng có một số bạn vào phá là các bạn mở bậy lên TV á. Nên là mấy bạn đó là nên là Hagin đó mọi người, không có cho tụi mình xem TV. Thế là mình cũng khá là buồn khi mà mình không được sử dụng cái tính năng này. Nếu như mà sử dụng được là mình có thể mình phát clip của mình ở trong nhà mình xem gì, xem YouTube ở trong game, rồi nói chung là xem màn hình ở trong màn hình đó mọi người, nói chung cũng khá là hấp dẫn. Nhưng mà tiếc cái là tụi mình không có sử dụng được. Rồi vô bây giờ đây, từ 1, 2 một vé nữa, một vé free nha. Mình nhận được một vé free nha mọi người, ngon chưa? Đừng hỏi nhận đâu nha, hỏi nhận đâu là tôi buồn luôn á. Rồi, két đâu? Đây, két đây các bạn ơi, 120 xu nữa, 50 đá cường hóa nữa, vô. Rồi, biết ngay rồi, biết chắc chắn luôn, không có thông báo nè. Ui, ơi, mình được một cái thẻ Hamrun Daddy nè mọi người. Hôm bữa thì mình có cho mấy bạn trong nhóm của mình rồi. Bạn nào mà vẫn còn thiếu cái thẻ này á thì vào trong nhóm Thịnh Yuka của mình. À mà bạn nào mà yêu quý mình thì cũng có thể vào nhóm Thịnh Yuka của mình để mà cùng nhau có thể tâm sự trên nhóm của mình cũng được luôn nha. Nhóm Facebook, nhóm phải bỏ của mình đó mọi người, các bạn vào nhóm của mình nha. Rồi, tiếp tục. Hộp này không mở hộp nào hết. Nói chung là hơi đen các bạn nhờ, mở két xanh được đen tới nhờ. Ui đen tới nhờ, đổi thẻ 450. 50 sao nữa là mình được một két xanh đó mọi người. Chắc là mình phải đi nhặt thêm nữa thì mới đủ nha. Rồi, à mình cũng chưa nhận được gói VIP Pass khi mà trở thành partner luôn. Chắc vài ngày nữa thì mình mới nhận được nha. Vài ngày sau nữa thì mình review cho các bạn xem sau nhá.